Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 24 tháng 8 năm 2024. Chiều ngày hôm nay 23 tháng 8 lộc miền Nam trên kênh nó về được cái con 12 ở trên đài Bình Dương. Chúc mừng anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 24 tháng 8 trên đài ở thành phố Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Tại thành phố mình dự đoán cái cặp 36 63. Đài Long An mình dự đoán cái cặp 03 30. Đài Bình Phước mình dự đoán cái cặp 45 54. Đài Hậu Giang mình dự đoán cái cặp 14 41. Anh em hãy tham khảo cho ngày 24 tháng 8. Chúc anh chị em gặp thật nhiều may mắn trên các đài miền